Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbapap và truyện ma bắp đọc với chuyên mục hủy hoại tuổi thơ. Đó là chúng ta sẽ đi qua những cái câu chuyện cổ tích kinh dị nằm trong series truyện cổ tích kinh dị của tác giả Thục Linh. Đây là những cái câu chuyện cổ tích rất là quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta, nhưng mà bây giờ nghe lại nó lạ lắm nha các bạn, và nó đáng sợ, nó rùng rợn nữa. Và ngày hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện cổ tích Sự Tích Trầu Cầu. Bắp cũng không nhớ chính xác cái câu chuyện này như thế nào, chỉ nhớ là hình như là có hai anh em sinh đôi, rồi bởi vì một cái sự việc nhầm lẫn nào đó xảy ra rồi gây nên sự chia lìa. Bắp cũng không nhớ chính xác cái câu chuyện này cho lắm đâu, bởi vì chuyện cổ tích nghe hồi nhỏ mà, lâu lắm rồi. Và chi tiết câu chuyện như thế nào bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Series truyện cổ tích kinh dị Sự Tích Trầu Cầu. Năm ấy ở đất Phong Châu, lúa gạo được mùa, cuộc sống người dân sung túc, no ấm. Vua bèn hạ chỉ mở một phiên chợ lớn để người dân trao đổi hàng hóa, nông sản. Người dân đang tụ hội ở ngoài phiên chợ tưng bừng nhộn nhịp ấy, đột nhiên phải ngưng lại vì một bóng người đang đi tới, nổi bần bật giữa đám đông. Kìa, kìa, trong kìa, là Cao Đại Nhân. Những người dân thì thầm với nhau. Người đang đi tới mặc bộ quần áo vải sạch sẽ, mặt mày đầy vẻ dũng tướng, dáng người cao ngồn ngộn, vai dài năm thước, sẽ đoàn người tham gia chợ phiên mà bước. Từ bé tới giờ, hiếm khi người dân trông thấy người nào có chiều cao mực thước đến vậy. Cao Đại Nhân là người cao lớn nhất vùng, được vua Hùng triệu lên ban họ phong quan đấy. Một người khác nói nhỏ. Nhưng mà nhà của ông ấy có lắm sự lạ lắm. Sự lạ gì? Những cuộc trò chuyện rủ rỉ vẫn tiếp diễn. Nghe đồn phu nhân của Cao Đại Nhân sinh được hai đứa con trai giống nhau như đúc, chính ba mẹ còn chẳng phân biệt được. Có gì mà lạ, tôi nghe ở quê cũ tôi cũng có người sinh được vậy, nhưng cũng hiếm. Họ vẫn bàn tán rôm rả. Cao Đại Nhân năm nay đã ngoài tứ tuần, nhưng chỉ có duy nhất hai đứa con trai mới được 5 tuổi. Năm ấy vợ ông sinh con, nhưng lại sinh liền hai đứa, càng lớn chúng càng giống nhau y hệt, từ vẻ mặt cho tới dáng đi. Lắm lúc ông còn không nhận ra nổi đứa nào là anh, đứa nào là em, phải bôi một vết mực đỏ trên lưng thằng em để đánh dấu. Ông vẫn còn nhớ ngày vợ ông hạ sinh hai đứa trẻ, trời nắng to, con gà mái già đột nhiên sinh một lứa trứng, người làm mới mang vào đập cho phu nhân ăn tẩm bổ. Cô người làm hơi lúng túng khi nhận ra đó là một quả trứng có tận 2 lòng đỏ. Đúng là sự lạ. Phu nhân trông thấy vậy bèn cảm thán, nhưng rồi cũng bảo gia nhân trần lên ăn. Sau khi ăn xong, bà liền đau bụng rồi sinh. Hai đứa trẻ sinh ra cũng giống nhau, y lột như 2 lòng đỏ trong cùng một quả trứng. Cao Đại Nhân đặt tên con trai cả là Văn, con trai thứ là Lan. 5 tháng thấm thoát trôi qua, hai đứa trẻ lớn nhanh như thổi. Ông Cao, bà Cao cũng qua đời vì bệnh tật tuổi già. Chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Tình nghĩa giữa hai anh em vô cùng thắm thiết, không khác lúc còn nhỏ. Cái gì hai anh em cũng làm cùng nhau, luôn bảo vệ nhau những lúc bị cha mẹ trách mắng, bị bạn bè trêu chọc. Lúc còn sinh thời, ông Cao có một người bạn thân họ Lưu, sống ở vùng khác. Trước khi mất, ông có lời nhờ gửi người bạn giúp ông rèn giũa hai đứa con nên người. Người bạn họ Lưu này vốn là người tinh thông nhiều kiến thức trên đời, rành cả y thuật, là một đạo sĩ. Vì vậy sau khi cha mẹ mất được ít lâu, hai anh em cùng nhau thu vén tay nải tới nhà ông đạo sĩ họ Lưu học tập. Hai anh em đều chăm chỉ đèn sách, nhưng người anh có phần nhanh nhẹn, thông hiểu hơn. Lan rất ngưỡng mộ anh. Văn cũng hứa, nếu sau ghi danh bảng vàng sẽ cho em cuộc sống sung túc hơn. Đạo sĩ họ Lưu có một người con gái tên Thơ. Từ nhỏ sức khỏe đã có phần yếu ớt, tính tình nhút nhát. Ông Lưu không có vợ, không biết người con gái này do ai thân sinh ra. Kể từ khi có hai anh em họ Cao tới nhà học, cô Thơ có vẻ cởi mở hơn trước, hay cười, hay nói hơn. Thi thoảng hai anh em còn bắt chuyện với cô trước, đôi má cô gái lại ửng lên sắc hồng đào. Thế nhưng cô Lưu vẫn chưa phân biệt được rõ ràng đâu là anh, đâu là em. Năm ấy,
Trời hay mưa lớn, nước sông dâng cao. Cô Lưu trên đường đi chợ về, chẳng may đánh rơi đôi giày xuống sông. Cô gái cố gắng vớt lấy chiếc giày, ai ngờ mất đà mà ngã xuống dòng nước lạnh. Cô Lưu vẫy vùng, dần dần chìm xuống làn nước đục ngầu, sâu hun hút. Ngay lúc đó, một bóng đen từ đâu lao thẳng xuống sông, không chút ngừng ngại cứu cô lên. Trong cơn mơ màng vì sặc nước và sợ hãi, cô chỉ kịp nhận ra gương mặt quen thuộc của một trong hai anh em nhà họ Cao đang nhìn và gọi cô. Quãng đường về nhà không dài, nhưng cô gái đã lưu vào trong mắt bờ vai trắng trẻo rắn chắc đang cõng cô về. Từ đó, trái tim cô gái đã rung động. Thế nhưng khổ nỗi, cô Lưu thật sự không biết ai trong hai anh em đã cứu mình. Bản tính nhút nhát khiến cô không dám mở lời hỏi, chỉ âm thầm nép sau liếp cửa, nhìn lén hai anh em ăn cơm. Cô quan sát, thấy người có thái độ ân cần chăm sóc người kia, được người kia gọi là anh. Anh Văn cũng hay cười hơn, cử chỉ rất ấm áp. Thoáng chốc, cô có cảm tình với anh Văn hơn. Thế rồi, trong một lần mang cơm cho hai anh em, cô Lưu lại vô tình nhìn thấy tấm lưng trần của anh Văn khi đang thay y phục. Hoàn cảnh lúc ấy quả thực vô cùng ngượng ngùng. Thế nhưng cô Lưu càng thêm phần chắc chắn anh Văn là người đã cứu mình hôm ấy. Dần dà, tình cảm của hai người trở nên tốt đẹp hơn, như đôi chim câu vào mùa xuân. Cô Lưu và anh Văn thành đôi trong ánh mắt buồn của cậu em tên Lan. Chẳng một ai hay biết, Lan cũng yêu thầm cô Lưu thơ. Chứng kiến tình cảm tốt đẹp của anh trai mình và người mình thương, Lan chỉ biết rút lui trong yên lặng. Chàng rất yêu thương anh trai mình. Nếu anh được hạnh phúc, chàng cũng chấp nhận hy sinh tất cả. Thấy đôi trẻ ngày một quấn quýt, đạo sĩ họ Lưu cũng quyết định gả con gái cho Cao Văn. Năm ấy Văn thi đỗ tú tài, được phong quan, ban cho phủ riêng. Lan cũng về ở chung với vợ chồng anh chị. Nỗi buồn chàng giấu vào trong tim. Những tưởng sống chung với em trai, Văn sẽ thực hiện lời hứa năm xưa cho em cuộc sống sung túc. Nhưng thực tế lại xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Có một ngày, hai anh em đều có công chuyện riêng phải rời phủ, chỉ có người vợ ở nhà. Trời nhá nhem tối, anh Lan mới trở về. Vừa bước vào cửa gian chính thì bỗng nhiên nhận được một cái ôm siết chặt. Chàng về rồi đấy à, thiếp ở nhà ngóng trông mãi. Giọng người chị dâu vang lên thẻ thọt. Hóa ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng, hai anh em lại quá đổi giống nhau. Người vợ đã nhận nhầm Lan là chồng mình. Bị bất ngờ, Lan đứng thẫn thờ ở đó không thốt nên lời. Chẳng may đúng lúc ấy Văn cũng về tới. Chứng kiến cảnh tình ngay lý gian ấy, tức giận đùng đùng. Chàng cứ nghĩ rằng lúc mình đi công việc, ở nhà hai người đó có gian díu với nhau. Vợ chàng phải giải thích mãi, Văn mới nguôi. Thế nhưng tình cảm giữa hai anh em dần có rạn nứt. Văn thấu hiểu em trai mình. Chàng biết Lan cũng từng có tình cảm với vợ mình. Vì tin tưởng em nên Văn không để trong bụng. Ai ngờ... Trời dần vào đông, tiết sương giá phủ xuống khắp ruộng đồng. Kèm theo đó là những cơn ác mộng dần bao trùm từng con ngõ nhỏ. Sáng sớm, người làm nhà họ Cao xuống chuồng gà bắt trứng thì đột ngột trông thấy những vệt máu dài xung quanh khu chuồng. Anh ta hoảng hốt mở nắp chuồng ra. Anh người làm ngã vật ra đất, miệng kêu la không ngừng vì những gì mình vừa trông thấy. Chiếc khóa của nắp chuồng đã bị bung ra. Ở bên trong, xác những con gà nằm la liệt khắp nơi. Đầu gà đã bị bứt ra khỏi thân, mắt chúng trợn trừng, có vết cắn nham nhở, lông và máu bết vào nhau. Cái gì thế này? Anh ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dường như con thú dữ nào đó đã đột nhập khu chuồng vào ban đêm để uống máu gà. Sau đó, những nhà hàng xóm lân cận cũng bắt đầu có hiện tượng mất gà. Dù chuồng có rào kỹ thế nào cũng vẫn tan hoang vào ngày hôm sau. Những người rình bắt con thú dữ này vào ban đêm cũng chỉ vội vàng nhìn thấy một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, trông hình dáng rất giống con người. Lời đồn về một con yêu quái ban ngày làm người, ban đêm hóa quỷ bắt đầu dấy lên trong khu vực. Lan cũng giúp người dân tìm bắt con thú dữ. Đợt ấy, người anh trai Văn mắc phải bệnh cảm mạo, lâu ngày không chữa trị dứt điểm. Bệnh ho trở nặng
nên Lan phải thay anh gánh vác một số công việc. Trong một lần canh đêm, Lan bắt gặp bóng dáng thứ quỷ dữ đó lân la lại gần chuồng lợn của một nhà dân. Nó cắn ngọt vào cổ một con heo nhỏ, khiến con vật tội nghiệp kêu lên thê thiết. Lan cùng một vài thanh niên trai tráng mang giáo mát đuổi theo, nhưng nó đã lẩn rất nhanh vào bóng tối. Họ lần theo vết máu lòng vòng trong khu rừng bên cạnh làng, rồi cuối cùng lại dừng bước ngay trước bức tượng phủ quan nhà anh em Văn Lan. Lan cảm thấy sững sờ, mối nghi ngờ dấy lên trong lòng chàng từ đêm đó. Chàng nghi ngờ thực sự có quỷ đội lốt người đang trốn trong chính căn nhà của mình. Thời gian sau đó, Văn vẫn nằm bệnh trong nhà, không muốn gặp mặt em trai nhiều, cả ngày chỉ quấn quýt bên vợ. Còn Lan bận theo dõi nhất cử nhất động của người làm trong nhà, nhưng chưa có gì bất thường. Một đêm, canh ba khuya khoắt, chàng chợt nghe có tiếng động ở dưới bếp. Nghi ngờ có điều dị thường, Lan bèn cầm theo cây kiếm nhỏ, dắt bên hông, khẽ khàng đi xuống gian dưới. Ở trong bếp, có ánh lửa bập bùng và làn khói mỏng bốc ra, như ai đang đun nấu thứ gì đó. Giờ này sao lại có người lén lút làm gì đây? Lan bèn khẽ khàng nép lại gần khe cửa bếp, ló mặt vào trong nhìn. Cảnh tượng trước mặt làm chàng bàng hoàng sợ hãi. Chàng nhìn thấy Lưu Thơ, chị dâu của mình, đang đun thứ gì đó trong bếp. Thế nhưng bộ dạng của nàng ta vô cùng đáng sợ. Ở vị trí hai cánh tay lại là đôi cánh màu xám. Khuôn mặt nàng ta bị bắp méo trở nên dài ngoằn, có một chiếc mỏ vàng ngự trên khuôn mặt. Nàng ta dùng chiếc mỏ của mình dứt ra từng sợi lông nhỏ, thả vào chiếc ấm nung đang đun. Máu từ những chỗ đó rỉ ra, chảy thành từng giọt xuống sàn đất. Đó chẳng phải là chiếc ấm đun thuốc mà hằng ngày gia nhân đun cho anh trai chàng uống hay sao? Nhận ra thân thế thực sự của chị dâu, cũng từng là người chàng thầm thương, Lan sốc. Hóa ra ả ta là một con yêu quái mê hoặc người. Chàng âm thầm rời đi, khéo léo không để ả ta biết. Chàng sợ một mình sẽ không đấu lại con yêu quái này. Chắc chắn cô ta có mưu đồ đầu độc anh trai chàng bằng cách yểm thứ gì đó lên than thuốc. Những vụ uống máu động vật mang trợ gần đây chắc hẳn cũng là do ả ta mà nên. Ngày hôm sau, Lan tìm cách gặp bằng được anh trai để nói cho anh điều bí mật chàng nhìn thấy trong lúc chị dâu đi chợ. Nằm trên giường bệnh, nghe sự thật khó tin từ phía em trai, Văn nổi giận đùng đùng. Sự thương mến và tin tưởng giữa hai anh em bấy lâu nay đã tan biến. Mày đừng tưởng nói vài lời sằng quấy đó mà chia rẽ được vợ chồng tao. Thật uổng công tao đã luôn yêu thương bao bọc cho mày. Tao đã biết trước mày cũng có lòng sai trái với nàng ấy, nhưng tao nghĩ mày sẽ không bao giờ quá phận. Thế mà giờ mày dám. Tất cả những lời em nói đều là thật. Anh đừng tin tưởng cô ta, có ngày rước họa vào thân. Cô ta vô cùng độc ác, em chưa từng có ý chia rẽ. Cút đi, hãy cút đi đâu cho khuất mắt ta. Văn tức giận thét lớn. Thanh Minh không được, cảm thấy uất ức vì bị xúc phạm. Lan vội vàng thu vén đồ đạc rời khỏi phủ, bỏ đi không muốn quay về nữa. Chàng cứ đi, đi mãi, đi thật xa. Đôi chân rướm máu, lương thực cũng gần cạn. Chàng vào xin tá túc, làm thuê cho một ngôi làng nhỏ ven một con sông lớn. Nỗi buồn về gia đình cứ âm ỉ trong lòng chàng như một cơn bệnh. Chẳng bao lâu sau, Lan trở nên mệt mỏi, xanh xao, thiếu ăn, thiếu mặc. Trong một lần làm việc quá độ, chàng gục xuống rồi mất. Người dân cũng thương xót mà chôn chàng trong một ngôi mộ cạnh rừng. Tấm bia đá trên mộ chàng phơi sương gió mà dần hóa bạc thành đá vôi. Văn ở nhà, thời gian đầu vẫn còn giận Lan vô cùng, không có ý mảy may đi tìm. Phu thê chàng vẫn thấm thiết như vậy. Thế nhưng thời gian trôi đi, chàng chợt thấy hối hận và lo lắng cho em trai. Nó bỏ đi không mang theo thứ gì, vậy sẽ sống ra sao? Gần tới ngày giỗ của phụ mẫu, Văn lại càng nhớ em da diết, trách mình đã quá nóng vội. Chàng vẫn còn nhớ lời trăn trối của cha mẹ trước khi mất, muốn hai anh em yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Không chịu nổi sự giày vò, vào một ngày trời âm u, Văn bỏ lại người vợ của mình ở phủ rồi lao lên đường đi tìm em.
Chàng đi mãi, đi khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích của Cao Lan đâu cả. Cho tới một ngày, chàng tới khu làng nhỏ ven sông. Người dân ở đó khi thấy Cao Văn thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn thấy người chết trở về vậy. Thấy thái độ của mọi người kỳ lạ, tỏ ra tránh né mình, Cao Văn bèn cố gắng hỏi cho bằng được. Hóa ra cách đây nửa năm đã có một chàng trai có khuôn mặt giống y hệt chàng lưu lạc tới đây. Văn vui mừng nhận ra đó chính là em trai mình. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Văn đã nhận phải tin dữ. Em trai chàng đã mất. Văn hối hận tột cùng, giằng xé bởi lỗi lầm của mình đã gây ra. Chàng đến bên mộ của em, khóc thương dưới trời mưa gió suốt mấy ngày liền. Hai mắt của chàng dần mờ đi, bệnh ho nặng tái phát. Mấy hôm sau, Văn thổ huyết rồi cũng qua đời. Người dân cảm động bởi tình cảm anh em giữa hai người, bèn chôn Văn ngay bên cạnh mộ của Lan. Một thời gian sau, từ sau mộ của Văn mọc lên một thứ cây kỳ lạ. Thân cây thẳng, lá xòe xanh mướt quanh năm, còn mọc ra những buồn quả tròn nhỏ như chanh, vỏ bóng. Lưu Thơ ở nhà, chờ đợi chồng đỏ mòn con mắt. Bao đêm nàng phải khóc vì nỗi cô đơn. Nàng biết giữa hai anh em có xích mích, nhưng vì Văn tránh né nói tới nên nàng cũng không muốn ép chàng nói ra. Bên cạnh đó, lời đồn về nàng là một người ác thê khiến cho gia cảnh nhà chồng tan nát ngày một lan rộng, khiến Lưu Thơ càng thêm đau khổ. Sau cùng, nàng mới gặng hỏi gia nhân ngày hôm đó đứng hầu ngoài cửa phòng quan gia về câu chuyện hôm ấy. Khi biết sự tình thực sự liên can tới mình, Lưu Thị đau buồn và nóng ruột, muốn đi tìm hai anh em để giải thích rõ mọi chuyện. Nàng bèn thảo một bức tranh vẽ gương mặt chồng mình rồi khăn gói lên đường. Trước khi đi xa, nàng ghé qua phủ cũ từ biệt cha nàng, đạo sĩ họ Lưu, đồng thời kể rõ sự tình cho ông nghe. Cô nô tỳ hầu nước đứng đó nghe được, bất chợt thốt lên. Cậu Lan đó cũng thật là quá đáng. Khi xưa cậu ta cứu tiểu thư khỏi con sông dữ, con cứ tưởng cậu ta là người tốt, ai dè lòng dạ lại hẹp hòi vậy. Chưa tra rõ sự tình đã. Cái gì? Người cứu ta là chàng Văn cơ mà. Lưu Thơ thản thốt. Cô hầu gái bèn khẳng định lại năm xưa, người con trai ướt nhèm tới xin bộ quần áo khác hôm ấy là Lan, bởi hắn còn xưng tên với cô ta như vậy. Cô Lưu lặng người trong giây lát. Nàng đã nhận nhầm ân nhân của mình, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Thơ đã không nghĩ ra rằng khi nhảy xuống sông cứu mình, vết đỏ đánh dấu trên vai Lan đã trôi đi mất. Tấm vai trần của chàng ta đã khiến nàng hiểu lầm đó là Văn, anh trai chàng. Nỗi hối hận giằng xé giày vò Lưu Thơ. Nàng lên đường, đi không ngừng nghỉ để tìm gặp hai anh em. Nàng đi mãi, cũng tới được ngôi nhà nhỏ ven sông. Khi đưa bức họa ra, người dân nhận ra ngay dung mạo của hai anh em họ Cao, bèn dẫn nàng tới hai ngôi mộ nằm sát nhau trong rừng. Thấy chồng mình và cả em Lan đã quy tiên, Lưu Thơ đau khổ vô cùng. Sống cùng chồng mấy năm, tình nghĩa phu thê thấm đượm. Nàng có yêu chồng mình, nhưng nỗi hối hận vì năm xưa đã bỏ lỡ mối nhân duyên với người thực sự cứu sống mình lại khiến nàng không sao chấp nhận được. Lan đã chịu nỗi ấm ức tới thế nào cơ chứ? Cũng chỉ vì những lần nhầm lẫn nghiệt ngã ấy mà nàng đã vô tình chia rẽ tình nghĩa anh em giữa hai người. Quá đau khổ, Lưu Thơ đập đầu vào bia mộ tự sát. Máu nàng chảy đỏ màu trắng đá vôi. Người dân cũng chôn cất nàng cạnh hai anh em họ Cao. Sau ngày ấy, từ mộ Lưu Thơ, một loài cây khác mọc lên, quấn quýt quanh loài cây xanh kỳ lạ kia. Lá của nó to bản, thân cây dây leo mềm mại như người phụ nữ ôm chồng. Mấy năm trôi đi, vào mùa hè, một đợt hạn hán nặng đã diễn ra. Cây cối đều khô héo hết cả. Nhân dân rơi vào cảnh đói khổ. Duy chỉ có loài cây kỳ lạ mọc trên mộ Cao Văn là vẫn xanh tươi, trổ lá, quả trĩu lúc liễu. Nhà vua khi ấy đi thị sát cuộc sống dân tình, vô tình đi qua ngôi làng nọ, nhìn thấy cái cây ấy thì vô cùng ngạc nhiên. Loài cây này sức sống mãnh liệt tới vậy, thật là linh dị. Nhà vua bèn cho hái quả trên cây xuống,
nhai kèm với chiếc lá quấn quanh thân cây, bèn cho ra một vị cay dịu nhẹ rất thanh. Nhà vua nhai xong, thấy hơi thở khoan khoái, bèn nhổ bả quả ra, thì thấy một màu đỏ như máu dưới nền đất. Nhà vua lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao trộn hai thứ này lại ra thứ nước màu đỏ thế này? Chắc hẳn là có gì đó oan khuất chăng? Vua bèn sai người đi điều tra sự tình nằm phía sau nguồn gốc của hai loại cây kỳ lạ này. Thông tin truyền đến quê nhà của hai anh em. Ngôi nhà cũ của họ Cao giờ không có chủ nhân đã trở nên tiêu điều. Chỉ còn vài gia nhân ở lại trông coi. Đạo sĩ họ Lưu cũng vẫn còn sống. Khi người của nhà vua tới hỏi chuyện, ông đau xót mà kể lại sự thật năm xưa. Đạo sĩ Lưu đạo hạnh cao thâm nhưng không tránh nổi nghiệp cô quả. Dù có trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thì ông cũng không tìm nổi một người vợ kết tóc xe tơ, lỡ bao duyên trần. Một ngày, ông vào khe núi tìm thuốc, bắt gặp một con chim nhỏ nhắn có bộ lông rất đẹp, đang mắc trong bẫy của người dân. Cảm thương vì con chim mỹ mạo lại không may gặp nạn, ông bèn thả nó ra rồi đem về nhà chữa trị. Thời gian ấy, ông liên tục nằm mộng, thấy một cô bé tới nhà cảm tạ ông. Biết được con chim có phần linh hồn khác lạ, vị đạo sĩ dùng sức ngày đêm chăm sóc, làm phép tu luyện cho nó. Một năm sau, con chim đó đã hóa tinh thành người, trở thành cô con gái duy nhất của ông. Bí mật ấy đã luôn được giấu kín, chỉ có vài gia nhân trong nhà biết, bởi ông thực lòng thương yêu cô con gái như con đẻ của mình. Ông mong nàng có thể sống như một người bình thường tới cuối đời. Năm ấy, chồng nàng là Cao Văn trở bệnh nặng. Nàng bèn rứt những sợi lông đẹp có phép của mình cho vào thuốc, đem cho Văn uống. Trùng hợp là khi ấy, trong làng xuất hiện một con yêu quái chuyên bắt động vật để uống máu, khiến lòng dân sợ hãi. Lưu Thơ đã sớm biết con yêu quái đó vốn dĩ là một con rắn thành tinh, hóa thành người. Từ sau núi trà trộn vào trong làng hoành hành, nhưng nàng chưa có dịp để tiêu diệt nó. Vào đêm lan cùng đám người đuổi bắt con yêu quái, nàng cũng hóa thành chim lớn, dụ nó tới biệt phủ nhà mình, đánh nó trọng thương phải trốn về núi. Đó là lý do vì sao vệt máu dừng lại ở ngay trước cửa nhà họ Cao. Cảnh tượng Lưu Thơ nấu thuốc cho chồng vô tình bị Lan trông thấy, khiến nàng bị rơi vào mối nghi ngờ không sao gột rửa hết được. Âu cũng là do lỗi ông Lưu một phần vì đã không nói thật với con rể ngay từ đầu. Điều đó khiến ông dằn vặt suốt nhiều năm nay. Nhà vua nghe rõ sự tình, cũng cảm động vì tình nghĩa anh em thắm thiết và tình nghĩa vợ chồng son sắt giữa anh em họ Cao và cô gái họ Lưu. Bèn ban tên cho hai loài cây mọc trên mộ là câu và trầu. Nhà vua còn cho lập miếu, cáo tế rửa oan cho Lưu Thơ và hai anh em. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, trời tuôn một trận mưa lớn cứu hạn cho nhân dân sau bao ngày tháng. Về sau thành lệ, lễ vật ngày cưới của người Việt Nam cũng luôn có trầu câu. Miếng trầu là đầu câu chuyện để cầu mong sự son sắt gắn bó phu thê cho cô dâu chú rể, giống như Cao Văn và Lưu Thơ ngày xưa. Và đó là hết câu chuyện cổ tích kinh dị về sự tích trầu câu. Ban đầu thấy hai anh em chỗ xong mà chuyện tình nó nghiệt ngã, mà đặc biệt là trong tập ngày hôm nay là không có ai là ác hết trơn á. Có một cái con nó ác mà nó không mình không có thấy được, đó là cái con rắn. Nó thành tinh rồi nó đi hại người, rồi cuối cùng là cũng đã bị Lưu Thơ đánh cho trở về núi rồi, thì mình không có thấy được nó. Còn lại những nhân vật mà mình biết thì đều là hiền hết. Ban đầu cũng không có thắc mắc là Lưu Thơ tại sao lại bị biến thành con chim giống như là yêu quái như vậy. Thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Trời ơi, sao mà nó ngang trái dữ vậy trời, hiểu lầm từ cái lúc mà Lan cứu Thơ mà Thơ lại tưởng đâu là Văn cứu, rồi sau đó Lan lại đi cưới Văn, mà hai anh em thì đều thương cái cô này, mà cái cô này xuất thân cũng không có tầm thường, lại là một cái con chim được tu luyện thành người. Tuy nhiên sau khi tu luyện thành người rồi á thì vẫn cứu giúp cho dân làng, bởi vì khi mà con rắn đó nó xuất hiện và nó hoành hành, nó ăn thịt những cái động vật ở trong cái thôn làng đó. Đâu có ai bắt Lưu Thơ là phải giúp cho dân làng đánh cái con đó đâu. Nhưng mà Lưu Thơ đã nguyện ý hiện nguyên hình để mà dẫn dụ cái con rắn đó, đánh nó để cho nó quay trở về núi và không có hành hành, không có hại những cái người dân trong làng. Chứng tỏ Lưu Thơ là một người rất 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 là tốt bụng luôn.
rồi còn hết sức thương chồng của mình, thấy chồng của mình bị đau đớn, bị bệnh như vậy á, sắc thuốc, bứt lông và nhỏ máu vào trong cái thuốc đó để trị bệnh cho chồng. Và mỗi lần mà bứt lông mà thấy máu nó nhỏ ra thì cũng đủ biết cái đó nó rất là đau đớn rồi. Cái sự việc mà lấy máu như vậy nó đau đớn đối với Lưu Thơ, nhưng mà Lưu Thơ vẫn làm đều đặn để cứu giúp cho chồng của mình. Thì Bắp nghĩ là nếu như mà không có sự giúp đỡ đó đến từ Lưu Thơ thì chắc là người chồng anh Văn anh cũng đã sớm qua đời rồi. Và nhờ như vậy cho nên mới kéo dài tuổi thọ. Rồi khi mà người anh đi kiếm người em thì có thể là lúc đó không có uống thuốc được. Nếu mà có uống thuốc thì chắc không đến nỗi nào vừa đau lòng vừa một thời gian dài không được uống thuốc, rồi thấy người em như vậy thành ra bệnh cũ tái phát và anh ta đã qua đời. Một câu chuyện có quá nhiều sự hiểu lầm. Đúng là tội cho Lan mà cũng tội cho Lưu Thơ. Mà ủa sao mà thấy tội cho hai người đó, nhất còn cái ông Văn thì không thấy tội nha. Chưa thấy tội nha. Chỉ có sau là biết là hiểu lầm rồi hối hận đi tìm em thôi. Còn về ông đạo sĩ, ông Lưu á, ổng cũng thương con gái, ổng thật lòng. Chỉ có điều là không có nói ra. Đúng rồi, phải nói ra. Nếu như mà cái lúc mà Lưu Thơ hỏi thẳng đi, đừng có mắc cỡ, trời. Bởi vậy mới nói là rút ra cái câu chuyện là nếu như mà để ý tới anh nào thì đừng có mắc cỡ, là phải đi hỏi liền, vứt hết liêm sĩ đi. Chứ mắc cỡ quá rồi thành ra là hiểu lầm. Rồi từ đó chồng chất hiểu lầm, mọi thứ nó diễn ra, gây ra một cái bi kịch quá là khủng khiếp như vậy. Và đó là một phiên bản khác của Sự Tích Trầu Câu, để lại cho chúng ta rất là nhiều vương vấn về cái mối tình bùng binh. Nói đùa thôi các bạn. Một cái mối tình và rất là nhiều sự ngang trái ở bên trong cái câu chuyện này. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.